thì giống mẹ. Không giống ai hết, ông bà bây giờ mẹ xấu. chị em mẹ về đẹp phải về sao? Cũng không luôn. Trời đất, cái này lên đây là chết rồi đó. Ít nhất là cũng thích vẽ. Nhưng mà có một cái vấn đề sau đó là ông ba em kêu là một tuần chỉ được vẽ 2 tiếng thôi. Một tuần 2 tiếng sao vẽ? Ờ đúng rồi. Đang bé xíu mà. Cảm ơn nó hứng lên rồi vẽ rồi bây giờ tự nhiên kêu không, không có được vẽ, phải đi học. Đi không? Chỉ vẽ thứ bảy chủ nhật hay là 1-2 tiếng gì đó nè con. Thôi dẹp luôn đi. Cho nên chị nói vậy là nó hơi oan cho em. Nhạy cảm ghê lắm. Nhạy cảm ghê lắm. Ở đây nó ồn quá luôn á em. Bữa giờ em thiệt ra cái phim tốt nghiệp của em thì drama, thriller. Còn cái phim đúng rồi, cái phim gần đây nhất em vẫn là drama. Cái phim, hai phim vẫn chưa xong đều là drama hết. Nhưng mà nó, cái cách hai cái phim nó tương đối khác nhau. Đây một phim quay, đây một phim quay ở Sydney nên là nó vẫn chưa xong, hai phim hoàn toàn chưa xong á. Nhưng mà hai phim đó thì nó đều drama. Khi nào thì mới kiểu mà đủ quyền quyết định để mà đi sang bên đó học về phim ảnh? Ủa à, không, em không có quyền quyết định. Bây giờ tại vì tự nhiên đang làm graphic designer xong rồi đi qua bên kia học về phim đúng không? Thì cái không, thực sự là tất cả mọi người đều biết em muốn làm được học về phim. Tất cả bạn trong bạn trong lớp, kể cả bạn đồng nghiệp lúc mà làm chung với công ty với chị, hay là bà chị của em, hay là không thì nó là những người bạn bạn thân đều biết, đều biết em muốn làm phim. Chỉ có thời điểm đó là tại vì chị em đã đi du học và chị em đều được ở lại thì đã hỏi em là muốn đồng làm phim hay không, muốn cho xong muốn thì đi học thôi. Thì có người lo cho tiền học phí thì đi học thôi. Về Barbra Streisand thì trong cái phỏng vấn thì hỏi bả là tại sao bả thích làm đạo diễn, thì bả nói là I like to tell people what to do. Bả nói là bả thích kể, bả thích nói người ta làm gì theo ý bả, cho nên đó là cái vấn đề là bả muốn làm thì làm gì. Nói chung là có một cái ông khác ông nói rằng là làm đạo diễn nó giống với cái công việc của một Đức Chúa Trời. Tại vì ông có thể nói người ta làm theo cái ý của mình. Ủa vậy sao? Sao đó em không thi vô sân khấu điện ảnh, em học đạo diễn nhưng mà em lại tại học vấn đề là ông già bà già em hoàn toàn không muốn như vậy. Ông già bà già muốn học em làm IT, tại thời điểm đó IT rất là nổi. Và em ghét IT. Thứ nhất là em ghét toán. Ồ không, ghét toán cũng không phải. Nhưng mà tại là em cảm giác em không phải là người toán nha. Nhưng mà từ nhỏ ông già bà già em đã muốn em học toán. Thì nó có một cái trường chuyên năm lớp 4, lớp 5 thì em đi học toán, sau đó cấp 2 cũng toán luôn. Xong vì cấp 2 toán thì sẽ cấp 3 sẽ toán luôn. Nhưng mà hồi nhỏ vẽ đẹp không? Thấy vẽ đẹp không? Nghĩa là ở nhà có thích vẽ không? Có. Mà cái khiếu đó là giống bố hay giống mẹ? Không giống ai hết, ông bà vẽ đẹp vẽ xấu. Chị em mẹ vẽ đẹp phải vẽ xấu. Cũng không luôn. Trời đất, cái này lên đây là chết rồi. Tại vì em nhớ hồi bé xíu xíu thì nghe có câu chuyện mua đu xanh đợt giải phim này, đợt giải phim đợt giải đây, đợt giải kia, đợt cửa xe này nọ kia. Thì hồi nhỏ mình với báo chí của mình mặc dù nó hạn chế nhưng mình vẫn biết được là cái giải thưởng nó là một cái gì đó rất là lớn. Về điện ảnh em, bà mẹ em bán sách cho nên là nó có một lô một lốc truyện Tây Du Ký. Tại thời điểm mà Tây Du Ký nó ra đời nha, thì nó có một truyện tranh của cũng của Tàu luôn, truyện tranh Tây Du Ký. Vì sau khi đó thì mới biết rằng là sau một lô lóc 25 tập phải không chị? Thì nó có 2 tập. Chị nhớ 2 tập là 2 tập gì không? Sau 25 tập nó, 2 tập nó có 2 tập gì? Kiểu họp mặt đồng làm phim đúng không? Đúng. Sau họp đồng làm phim thì nó có ngoài cái trường họp mặt nó có một cái gì khác nữa? Không biết. Nó giống như Behind the Scenes lắm đúng không? Behind the Scenes. Rồi nó có Behind the Scenes. Rồi thì hai Behind the Scenes thì em thấy trời cái ngành nó vui quá. Đúng không? Mình đứng chỉ người ta làm cái cuối cùng ra cái bộ phim. Sau này thì em thấy là Barbra Streisand thì lúc tự nhiên em có một cái phỏng vấn của bà thì bà nói là bà thích, tại sao bà thích làm đạo diễn. Tại vì bà kêu là nhưng mà cái phim đó nó không thích,
cái phim đó nó không thuộc cái dạng nghệ thuật như là em, cái style của em đúng không? Đúng không? Em... là mình coi nói chị tưởng em bị ấn tượng bởi một cái phim gì đó mà kiểu đi rồi đại khái là nhiều ẩn ý về về nghệ thuật chứ. Không, ủ khoan, từ từ. Nhưng mà chị thấy cái ngành của em nó dạng là phải có một ekip đúng không? Em phải làm rất nhiều cộng sự thì có phải gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một cái cộng sự mà nó hợp tính với mình không? Em vẫn đang tìm kiếm. À vậy hả? Chứ bây giờ thí dụ ghép phim á, làm sau hậu kỳ á thì làm một bộ phận khác làm hả? Chứ không, em vẫn đang dựng. À em dựng luôn. Là dựng hả? Là vấn đề thấu hiểu cái kịch bản. Và thí dụ có thể nếu mà họ không phải là người viết, họ vẫn có thể thấu hiểu kịch bản. Thứ hai là thấu hiểu kịch bản theo cái chuyện là nếu mà kịch bản có vấn đề, họ vẫn có thể nói với sản xuất là kịch bản có vấn đề, cần phải có thời gian hơn để phát triển, hay là kịch bản này nên phát triển theo hướng nào. Em nghĩ là cái đó là cái thời điểm hiện tại mà không kể chỉ Việt Nam mà Hollywood cũng có vấn đề về kịch bản. Có nghĩa là, nhưng mà ít nhất là người đạo diễn vẫn phải nhìn nhận được, họ có thể là không có thể sửa được những vấn đề trong đó, nhưng mà họ phải hiểu được là cái những điểm yếu điểm mạnh. Thì ra là tất cả các bản, mỗi cái bản đều sẽ có những điểm yếu điểm mạnh riêng của nó, nhưng mà về điểm yếu thì mình phải càng nên cố khắc phục trên trang giấy trước càng tốt. Chứ nếu mà đã ra phim trường mà nó đã yếu vậy thì thực ra cũng không thể nào khắc phục và bằng giai đoạn hậu kỳ được. Có nghĩa là thì ra trường phim nó chỉ là giống như cũng giống như ngày của chị không, trường chỉ là một cái bệ phóng thôi, còn chị phóng được đến đâu là một câu chuyện hoàn toàn khác. Chị đào tạo kiến thức cơ bản thôi, chị đúng là chỉ là một cái bệ phóng thôi, còn chị bay được đến đâu là một câu chuyện hoàn toàn khác, tại vì kinh nghiệm thực tế ngoài kia nó nhiều hơn rất là nó rộng lớn hơn. Nhưng mà những người trong cùng một ngành học của em thì em thấy có sự liên kết hay là hỗ trợ nhau nhiều không? Thực ra là có, nhưng mà nó lại có những vấn đề nhạy cảm khác. Lại nhạy cảm. Ví dụ mình là người châu Á. Thứ hai là cách nhìn phim. Thứ hai là bây giờ sao ta? Em lại thuộc lứa già hơn những cái đứa học phim trong đó. Tại vì những cái bạn học phim trong đó thì khoảng 24-22 tuổi rồi. Trong vừa qua em đã 25 tuổi rồi. Học khoảng từ 18 đến 20 trong vừa qua 25 tuổi rồi. Ủa lúc chị gặp em là em 25 hả ta? Không, lúc mà chị gặp em là sau đó, đúng, chị gặp em là khoảng 25 rồi, có nghĩa là hôm qua đó là em đến 26-27 rồi. Trong khi những bạn học phim đó, nó sẽ theo khác, đó là, không phải khác, trẻ hơn một thế hệ, 5 năm. Thứ hai là họ lớn lên với những bộ phim Mỹ. Những bộ phim Mỹ, mặc dù Úc nha, nhưng mà những phim Úc thì cũng không quá nhiều phim nổi tiếng, họ lớn lên bằng những bộ phim Mỹ, chẳng hạn như họ thích, hầu hết mọi người trong đó thích Christopher Nolan. Một số khác thì một vài bạn khác thì Quentin Tarantino, hay là xa nhất mà có thể thích là Francis Coppola, hay là ông đạo diễn Bố Già. Bố Già thì chỉ có xem phim và đọc truyện. Trong khi em ở đây em lớn lên bằng cái gì? Dĩ nhiên cũng như có nhiều điểm chung thì mình sẽ lớn lên bằng, không muốn nhắc lại phim này nhưng vẫn phải nhắc, Từ Du Ký. Hay là có bộ phim khác em rất là thích, nhưng mà phải sau khi coi được một nửa phim lúc năm lớp 3, lớp 4 gì đó thì khoảng hơn 15 năm sau mới coi được trọn vẹn bộ phim. Đó là The Sound of Music, Giai Điệu Hạnh Phúc. Chưa coi. Chị phải coi. Chiếu trên TV hả? Tất cả các em ấy. Em nhớ hồi nhỏ lúc mà em coi thì chiếu trên TV. Nhưng mà em coi nửa đoạn cuối cùng mà. Nhưng mà coi như là nó hút hồn liền mình lập tức. Rồi sao nó hấp dẫn quá, nó hay quá. Trời ơi, mừng quá, không có một bộ phim em khiến hay. Mấy bữa giờ chị chờ một bộ phim mà em xem hay. Nhưng mà chị thấy em rất là khó tính đó, kiểu rất là khó tìm một bộ phim em xem hay. Em có, trời, có vô số phim hay chị. Nhưng mà khi mà em nghĩ bộ phim nó hay á, thì những khán giả như chị thì lại không thấy nó hay, chị không? Chị sẽ bỏ qua nó. Tại vì thiệt ra mỗi năm có rất là nhiều phim được sản xuất và phát hành và làm ra. Nhưng mà vì vấn đề kinh phí, vì nào kia, vì nó không phải là phim bom tấn, để nó không có nhiều tiền để PR marketing nào kia, nên nó không đến được với chị. Còn trong khi em thì em sẽ quan tâm đến những cái liên phim, nó sẽ có những cái phim nào nó ra, hay là em sẽ quan tâm đến những người nổi tiếng hơn, những bậc tiền bối nói những cái phim này, những phim nào phim kia, thì em sẽ để ý là họ sẽ nhắc đến những phim này hay là kia thì em sẽ xem phim nào. Rất là nhiều phim hay, dễ, rất là nhiều phim hay, nhưng mà tại vì cái
cái khung phim hay của em với cái khung phim hay của chị á, nó không có nhiều điểm chung, chị hiểu không? Chứ không phải là không có phim hay, nó rất là nhiều. Đó là chị chỉ cần một mình chị và một cây bút và một tờ giấy trắng. Chị có thể gặp, chị có thể xóa này nó kia à. Chị viết đi viết lại trên một tờ giấy nó ok, nó không tốn nhiều tất cả những gì cả. Trong cái thí dụ với một công việc của một người làm phim, từ cái việc viết kịch bản xong, viết kịch bản xong, nó sẽ bị chi phối 5-7 vòng lần sau. Ví dụ như là về kinh phí, khi chị viết kịch bản xong, cái kinh phí cái chị phải đo đi đóng giày ngược lại cái chuyện kinh phí nó. Sau đó thì về kinh phí thì nó sẽ quyết định là những cái việc khác, ví dụ như là quay phim, bối cảnh, diễn viên, thì có thể có diễn viên tốt hay không, có nghĩa là sau tại thời điểm đó thì chị sẽ phải đi qua những cái vòng sau đó, và luôn luôn những vòng sau đó nó sẽ luôn luôn có những đổ bể. Bây giờ nói chữ cụ thể hơn là chữ đổ bể, hiểu không? Và khi những cái khúc đó nó đổ bể thì nó sẽ quyết lại cái chuyện đầu tiên. Trong khi một cái chuyện ngắn lúc mà chị viết xong á, nó sẽ chị có thể viết lại không, thì em dĩ nhiên về khía cạnh một người biên kịch và em vẫn là đạo diễn và là tất cả mọi thứ, thì em vẫn có thể viết lại. Nhưng mà có những thứ em sẽ không lường trước được, từ cái việc trên trang giấy nó ra ngoài cái việc quay phim nó này, ngoài cái việc kinh phí để nó sẽ có những thứ mà em không lường trước được. Ví dụ như cái cảnh đó nó thừa, hay là sau đó em thấy vì cảnh đó nó thừa nên sẽ có những cái đoạn nó thiếu, hay là về nhịp chẳng hạn, về nhịp mình nghĩ trên trang giấy nhịp nó là ổn rồi, nhưng mà khi trên phim cái đoạn nó nhanh quá, cái đoạn nó chậm quá. Cho nên ví dụ như phim Sinh Viên Ven chẳng hạn, em tưởng tượng nó là một con voi nhưng cuối cùng nó ra một con chó. Nhưng mà miễn con chó nó mà mọi người thấy nó thu hút là ok rồi. Đúng, con chó nó sẽ có nét đẹp riêng, con chó như con voi nó sẽ đẹp riêng con voi. Nhưng mà trên con đường mà từ con voi nó thành con chó đó, nó chỉ vẽ con voi mà nó sẽ có những cái thứ rất là khác con chó. Ví dụ da nó khác, đuôi nó khác, mặt mày nó khác. Cho nên khi mà con voi thành con chó thì con chó này nó cũng sức sẹo luôn tùng sèn rồi. Đối với một người nghĩa là nó không có ý muốn như là em muốn ban đầu. Đúng nó không có ý muốn như em muốn, mà có nghĩa là mình sẽ phải chấp vá lại thành một cái con chó. Chứ không phải là mình thành ngọt ngào thành một con chó, hiểu không? Cho nên thí dụ thành một con chó mà mình có tiền thì mình sẽ có thể quay thêm này nọ kia để mong má nó lên. Nhưng mà nó cho nên nếu mình có kinh nghiệm hơn thì nó sẽ có những cái, nó sẽ mất đi những cái hay trong cái cách mình tìm tòi và khám phá cái đề tài. Nhưng mà nó lại được cái là mình có kinh nghiệm hơn. Chẳng hạn như những phim sau này của em, ngoài cái việc voi thành chó thì bây giờ con voi nó thành con trâu, xong mà con voi nó gần giống con voi hơn nhiều. Đó có nghĩa là ví dụ những phim sau này em thấy nó sẽ gần với cái mình mường tượng ban đầu hơn, mình biết, mình có kinh nghiệm hơn về xử lý cái đề tài đó nó như thế nào, cái đường dây nó phát triển như thế nào. Dĩ nhiên luôn luôn nó sẽ có những cái trục trặc, nhưng mà nó sẽ không bao giờ nó quá lớn như là cái mà thời điểm mình chưa kinh nghiệm. Là chị cảm thấy em là một người cực kỳ khó tính khi xem phim, thì có phải là những người mà sau cái bệnh đó là bị sau khi em học về đạo diễn đúng không? Là em cứ xem phim là em phải phân tích thế này thế kia, chứ không kiểu im lặng và thưởng thức nó được như là như chị đúng không? Không, cái này là không đúng. Tại vì thì đó là cũng như chị không? Chị làm kiến trúc sư không? Thì lúc mà chị bước vào công trình kiến trúc, chị sẽ có những cái phân tích đó. Có nghĩa là phân tích đó nó sẽ có hai mặt. Thứ nhất là chị có thể học hỏi được từ nó, và chị có thể là mổ xẻ nó theo kiểu là nó xấu nó đẹp chỗ nào, và mình đánh cái gì, và mình có thể học hỏi được cái gì. Thì em cũng y chang như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên nó sẽ có những bộ phim mà khi mà chị đặc biệt là đối với chị, em nghĩ cũng đối với em, như đối với em là khi mà chị bước vào công trình kiến trúc thì nó quá đẹp, nó chị chỉ wow thôi, chị không có làm được một cái gì khác hơn ngoài cái việc phân tích này nọ kia. Nói chung là nó hút hồn chị. Thì dĩ nhiên nó vẫn có những bộ phim đó đối với em, có nghĩa là tại thời điểm đó chị sẽ bỏ qua cái độc lý trí của chị đi, để chị là chị nè thưởng thức nó thôi. Đối với em cũng như vậy, khi mà chị vô gặp phim dở
thì lại cái đầu lý trí nó lại lên lại chị không, nhưng mà bộ phim nó quá hay, nó quá hấp dẫn, chị sẽ quên mất cái đầu lý trí đó đi. Thí dụ như là chị cần chị thích khoảng 60% thì chị sẽ bỏ qua những cái thứ mà chị không thích để chị cảm thấy là nó tốt. Nhưng mà thường là những cái mà chị cảm thấy nó tốt thì chị em xem thì chị cảm thấy cái em hơi bị khó tính chị là không em phải xem. Thì cái đó là chuyên môn nghề nghiệp của mình mà, giống như chuyên môn công nghiệp của chị sẽ vô chị vẫn sẽ không tính nó nhập. Em nó vẫn em cũng giống chị, em không khó tính gì hơn chị, hiểu không? Chị có về kiến trúc chị có kiến thức về nó mà, chị đã học về nó mà, nhưng mà chị sẽ có kiến thức sâu hơn về nó, về ví dụ về những vấn đề mà nó cần phải giải quyết hay là nó có thể phát triển hơn nào. Em cũng y chang chị, không gì khác chị hết. Cho nên chị nói vậy là nó hơi oan cho em. Nào đó và em thấy đẹp quá, kiểu mà một cái vẻ đẹp rất là điện ảnh, và em muốn là mời họ vô cái phim của mình, hay là khi mà có kịch bản sẵn rồi thì em mới đi tìm một cái người để đóng cái vai trong cái bộ phim mình. Nghĩa là cái kịch bản nó có Donnie đóng dạy cho một cái hình mẫu nào đó mà em tưởng tượng. Hiện tại là không, tại vì thực ra là đúng không, với kịch bản thì em sẽ không nghĩ về những điều trước luôn, em nghĩ về cái chủ đề của cái phim đó trước và mình giải quyết cái chủ đề, cái câu chuyện nó như thế nào. Thì sau đó thì em sẽ tìm diễn viên. Vậy thì ra đối với hiện tại, điểm hiện tại những phim kinh phí thấp mình không thể nào nhắm được một người đó, mình sẽ muốn người đó hoàn toàn là không có cửa, nhỉ không? Cho nên là vẫn là phải là chủ đề trước. Với chủ đề trước thì em sẽ phát triển nhân vật nó, thì nhân vật đó sẽ đến cái diễn viên, sẽ tìm diễn viên cho nó phù hợp trong những lựa chọn và kinh phí mà mình có thể. Cái khóa em là mấy năm? 2 năm. Khóa em chỉ có 2 năm thôi, nên là học rất là nó giống như khóa cấp tốc vậy đó. Em nghĩ là vậy, tại vì luôn luôn là mình sẽ làm một cái dự án này riêng cho mình, một cái làm một cái bài nhóm nào đó, xong rồi thì mình sẽ quay, mình sẽ phải chuẩn bị kịch bản riêng cho mình phụ đứa khác quay. Nên nó cứ liên tục. Trong trường là có diễn viên luôn không? Có mấy cái khóa đào tạo diễn viên? Không không, trường em thì là chỉ là tập trung về đạo diễn, biên kịch viên sản xuất thôi, cho nên là diễn viên thì mình sẽ tìm ở ngoài. Thì nó sẽ có những, tại thời điểm đó thì đã có internet rồi, nên là nó có những cái trang web này nọ kia về diễn viên muốn đóng này nọ kia, thì cho nó có list tất cả, thì mình chỉ cần submit gửi cái dự án mình lên cho là ai muốn đóng hay không, phim sinh viên vậy nào mà kia. Cái nếu mà em đi thì cái thể loại phim nào là em thích chuyên về đó nha? Khó nói ta, em nếu mà một đạo diễn mình mong muốn được đạt đó nha, em sẽ muốn như là cái tên này mượn quá, thôi em không nói đâu, nhưng mà đại loại là em muốn có thể làm được nhiều thể loại khác nhau, chứ không chỉ không có đóng cùng một thể loại, chứ không có trăn trở về một cái thể loại nào đó nó đặc biệt. Em nghĩ là trăn trở thì đề tài nó mang tính trăn trở nhiều hơn so với vấn đề thể loại. Ví dụ một cái đề tài đó, nhưng khi mình làm nó theo cái thể loại này thì nó sẽ khác, hay loại kia thì nó sẽ khác, hay là như Hàn Quốc gần đây thì nó sẽ pha trộn rất là nhiều. Thì không, về ý tưởng phim ngắn em có một lo, không có gì hết, mình vẫn có làm được rất là nhanh, nhưng mà vấn đề kinh phí nó sẽ quyết định là mình cần phải làm cái gì trước tiên tại thời điểm nào. Ví dụ bây giờ em không thể làm một cái, ví dụ em muốn làm một phim nhạc kịch, dĩ nhiên tại thời điểm này em không thể nào làm một cái phim như vậy được. Hoa lá, người ngợm, nhà cửa này nó kia giống như mấy bức tranh thiếu nhi vậy đó chị, nhưng mà em nghĩ là cái level về màu á nó rất là ghê, nhưng mà ít nhất là cũng thích vẽ. Nhưng mà có một cái vấn đề sau đó là ông ba em kêu là một tuần chỉ được vẽ 2 tiếng thôi. Ôi tuần 2 tiếng sao vẽ? Đúng rồi, đang vẽ xíu mà cảm ơn nó hứng lên mà vẽ rồi, bây giờ tự nhiên kêu không có được vẽ, phải đi học, hiểu không? Chỉ vẽ thứ bảy chủ nhật hay là 1-2 tiếng gì đó nè, nó xong kia thôi dẹp luôn đi. Rồi thì đó, sau đó thì em không có vẽ nữa. Thì không kêu thôi, mình sẽ dành thời gian làm những chuyện khác, chẳng hạn như chơi điện tử. Không, nhập chơi điện tử thì cũng 1-2 tiếng, 1-2 tiếng vậy đó, thứ bảy chủ nhật thôi. Có nghĩa là xài hết cái hạn mất vậy thôi, hiểu không? Có nghĩa là chơi điện tử sẽ có, em nhớ là em xin đi chơi điện tử ở ngoài, nhưng mà sau khi cái nhà suy tính làm sao nó chơi điện tử mà không phải mất tiền, chỉ không đừng quyết định là cái sinh nhật năm đó là sắm cho một cái máy điện tử. Nó có một cái ra mà khác là ông nội em xuống cái sinh nhật đó. Hồi nhỏ thì em với chị em thì sinh nhật chung,
tại vì hai người gần nhau 2 tuần. Trong cái luôn là sẽ sinh nhật chung, mà luôn sinh nhật chung thì có cái màn là ông nội sẽ trao quà. Mắc cười một cái là ba em đã có quà cái máy điện tử đó rồi, trao đưa cho ông nội để ông nội cho em với chị em. Nhưng mà dặn là không có được bóc, tại vì không muốn ông nội biết là mua máy điện tử cho con. Thí dụ em xem phim thì em để ý cái gì? Quay phim hay tất cả mọi thứ. Tất cả mọi quay thứ. Phim cảnh dựng không, điều đầu tiên quan trọng nhất vẫn phải là diễn xuất. Diễn xuất của diễn viên đúng tùy chị rồi. Em nghĩ đó là cốt lõi, tại vì diễn xuất nó sẽ mà em cast thì mấy bạn đó có phải học trường điện ảnh không, hay là mấy bạn không, đó không, là không. Không. Em cảm thấy chỉ cần bạn đó hợp với nhân vật là cast thôi, chứ không có học phim điện ảnh nữa. Những bạn mà em đã từng cast phim ngắn Việt Nam hoàn toàn là chưa qua trường lớp về điện ảnh, không có ai ở trường điện ảnh đó. Nhưng mà như vậy em sẽ phải mất thời gian training họ là đứng trước máy quay thì phải như thế nào thế nào? Không. Có nghĩa là họ mặc dù không từ trường điện ảnh nhưng mà cũng đã từng qua những lớp về diễn xuất. Chứ không phải là hoàn toàn tay ngang, hoặc đã từng đóng phim rồi, chứ không phải là lần đầu tiên đứng trước màn. Không, họ học học những cái khóa ngắn hạn, chẳng hạn họ những cái kỹ thuật khác, chứ không phải là trường điện ảnh. Đó là đúng với vấn đề nhạy cảm khác. Bây giờ cũng có những kiểu chị thấy ở Trung hay là ở Thái, nó có kiểu là làm phim xong không chiếu ngoài rạp mà chiếu trên một cái web và thu tiền. Không, bây giờ ở Thái nó đang làm rất là tốt á, nghĩa là ví dụ mỗi người mà muốn xem cái bộ phim đó thì chỉ cần mua một cái tài khoản đi vô đó xem thôi, chứ họ không có bị cái áp lực là phải ra rạp hay là phim nó phải chiếu trên đài rồi này kia. Thì chị thấy cái vấn đề tiếp cận khán giả nó vẫn là hơn so với cái thời trước đây á. Kiểu vậy em có nghĩ là mình sẽ làm phim theo một cái hướng mà nó sẽ chiếu trên web hay là chiếu trên mạng xã hội rồi kiểu thu hồi vốn bằng những cái cách khác, chứ không phải là cái kiểu mà hơi bị hàng lâm là đi vô rạp không? Nhưng mà về phim ngắn đó, thì rạp thì thiệt ra nó chỉ ở trong khuôn khổ liên hoan phim thôi. Sau đó thì nó vẫn sẽ phải qua những cái kênh khác, nhưng mà thiệt ra là những cái kênh khác thì hiện tại nha, theo em nghĩ hiện tại đó thì nó cũng có nhiều kênh hơn để cho mình tiếp cận. Tại vì hồi xưa thì người ta không có thích mua phim ngắn nhiều, nhưng mà bây giờ thì bây giờ người ta không quan trọng quá nhiều về thời lượng. Em nghĩ như vậy, em không rõ về chuyện này nha. Nhưng mà ví dụ là những cái kênh như là Movie hay là Netflix này nọ kia, nó vẫn có những cái phim ngắn, nó vẫn có đầu tư cho phim ngắn. Em không biết nó có mua phim ngắn hay không, nhưng mà nó vẫn có những cái phim ngắn đầu tư để chiếu ở trên cái nền tảng của nó. Nhưng quan trọng là chất lượng của phim ngắn, đó là điều đầu tiên. Thứ hai là cái người bạn đầu tư cho em thì có làm bên truyền thông không? Không, bạn làm nội tất. Là bạn cũ của em. Nhưng mà em thì không có học cái ngành phim ở trong nước đúng không? Thành ra mình học cái ngành phim ở ngoài đó thì mình sẽ không có được cái sự so sánh là ở trong nước với nước ngoài nó khác nhau như thế nào. Em có nói chuyện với mấy bạn mà học ở trong nước để biết về cái vấn đề đó. Có, từ đó đôi khi có cơ hội gặp ở đây ở kia, em đều hỏi là ở trong nước mình học cái gì. Mới ra trường thôi. Thôi không, thì ra em mới ra trường em vẫn biết một cái phim hay, một cái phim dở, tại sao nó hay, tại sao nó dở. Nhưng mà cái vấn đề là nó lại hơi bị nghịch, tại vì cái việc xem một bộ phim hay và đánh giá nó hay dở đó là một công việc của người phê bình. Dĩ nhiên tất cả mọi người đã học qua trường phim, đã từng làm phim đều có thể làm phê bình. Chỗ này nhạy cảm khác. Tại vì họ phải đánh giá được cái tác phẩm khác. Chị có thể cắt ngang không? Đó là em có xem, sao em không xem cái nghề phê bình phim như là một cái nghề tay trái của em, nó có ảnh hưởng gì đến cái công việc của em không? Em không thích một người làm phim mà lại đi chém về phim. Tại thực ra tất cả những nhà làm phim họ đều có thể làm công việc phê bình.
nhưng mà họ không làm việc đó, nhưng mà đặc biệt đó bắt đầu nhạy cảm nhé bạn. Ta có tiền đầu tư không? Cái này chị rất là bình thường, thí dụ chị đánh đấm với nhau ở trong một quán cà phê chẳng hạn, ok, nhưng mà đồng chị thời đánh, nó có những cái cảnh quay rất là ít tiền đó, là nó đánh ở trong mấy cái phòng kính đúng không, mấy cái cảnh đúng, đó đúng, thì đúng. Nó ít tiền. Cái này cũng là một trong thí dụ chị sẽ đánh đấm trong một quán cà phê, chị sẽ đánh đấm ở trong một cái chợ cá không, nó có rất là nhiều cách xử lý. Ví dụ như ở trong phim của Ngọa Hổ Tàng Long, nó đặc biệt cái cảnh đánh nấm ở đâu chị? Ở trong mấy cái quán không, cái cảnh mà lấy trong lấy tiền đúng. Chị vẫn phải có một cái điểm nhấn, thí dụ chị hành động vậy, biết chị phải có một cái điểm nhấn ở trong cái cảnh đó, một cái gì mà rất đặc trưng mà những người khác chưa từng quay. Nó đơn giản vậy thôi. Thật ra cái chuyện đó nó chuyển thể cũng hay á, tại vì chị có đọc truyện rồi. Tại vì đây chị xem phim và chị không hiểu tâm lý nhân vật á, thành ra chị phải đọc cái truyện Ngoại Hổ Tàng Long. Em á, tại thời điểm đó em xem phim thì em bị một cái vấn đề là bây giờ phải sao ta? Về Ngoại Hổ Tàng Long à. Tại thời điểm em xem phim, em bị cái vấn đề là em bị lậm những cái phim truyền hình cổ trang. Cho nên là cái điện ảnh á thì nó cái ẩn ý nó lại giấu đi về những cái cảm xúc nhân vật à. Lúc sau cái tự nhiên kêu ủa sao bà nội này yêu ông kia? Tại thời điểm đó mình rất là non nớt. Hả? Ủa? Vậy là bà nội này yêu ông kia thì nghe. Trong khi cái việc mà họ không bao giờ nói chữ yêu, chỉ là trong cái công việc này là họ chỉ là cái một cái câu mà rất là nhàm mà tự nhiên bây giờ nổi cộm lên sau cái bộ phim 400 tỷ hơn đó. Họ cứ kêu là show don't tell. Nhưng mà sau khi coi lại tất cả những phim khác, ủa? Cái phim này cũng theo mà có show gì đâu. Em thấy xem phim Ngoại Hổ Tàng Long á, em thấy cái nhân vật Ngọc Kiều Long với cái nhân vật mà Tú Liên hay là không Lý Mộ Bạch. Lý Mộ Bạch á, em rồi. Cảm thấy hai nhân vật đó có tình ý với nhau không trong phim nhá? Có mà, hoàn toàn có. Không, trong rất phim là không có. Trong phim không có, bởi vậy mà chị mới phải đi đọc truyện á. Ủa khoan, trong phim sao không có? Trong truyện không có. À đúng. Nghĩa là khi chị là trong xem truyện phim, này là trong truyện, nhưng mà trong phim hoàn toàn có đúng rất rồi. Là rõ. Trong truyện rõ. Chị khi mà chị đọc chị xem phim chị thấy ủa hai nhân vật đó có tình ý với nhau đúng không? Có chemistry với nhau. Rất là rõ đúng luôn. Đúng rồi. Nhưng không, mà khi mà chị đọc phân tích nha, chị đọc phân tích thì chị phân tích câu chuyện thì chị không thấy cái truyện chị đọc hả? Đúng rồi, những người mà người ta phân tích cái truyện á, người ta nói là hai nhân vật đó hoàn toàn không có tình cảm mà chỉ là Lý Mộ Bạch với Dương Tú Liên thôi. Chị mới ngạc nhiên, chị bởi vì khi mà chị xem phim thì chị thấy nó hoàn toàn khác, là hai nhân vật đó có cảm xúc với nhau, nên chị mới tìm cái truyện để chị đọc. Thì khi chị đọc cái truyện thì nó lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác với phim, đó là hai nhân vật đó không có gì hết. Thành ra ủa, chị vậy là cái chuyện hấp dẫn cái chỗ nào? Cái chuyện là nếu cái hai nhân vật nó không tình cảm với nhau là nhưng hấp dẫn chỗ nào ta? Lý Mộ Bạch với Du Tú Liên á, cái chuyện nó giống như là hai cái cặp đó, cái ẩn ý nó là hai cái nhân vật trẻ của Ngọc Kiều Long á, với lại cái bạn mà ở sa mạc á, giống như là một cái thời trẻ của Lý Mộ Bạch với Du Tú Liên vậy đó. Nhưng mà khi mà Lý Mộ Bạch với Du Tú Liên khi mà người ta trưởng thành rồi á, thì nó lại bước qua một cái chặng khác, là nó quản lý được cảm xúc của họ và họ không có bị giống như nhấn chìm trong cái cảm xúc về tình yêu nữa, giống như là ủa, trong phim cũng vậy mà. Nhưng mà trong phim là Lý Mộ Bạch với Ngọc Kiều Long là có vấn đề. Đúng. Còn cái này là giống như là họ đã đi qua được cái việc quản lý cảm xúc của mình. Đúng. Ủa, trong phim Lý Mộ Bạch cũng vậy mà. Mặc dù ổng thích con nhỏ đó nhưng mà ổng không có nói ra ổng có điểm thích con nhỏ đó. Chỉ có tùy chị cảm là cái ổng điểm thích nó đến cỡ nào thôi. Ổng có điểm thích con nhưng nhỏ đó. Nhưng mà thích đúng không? Ổng có còn thích. Trong chuyện là không còn có. Con nhỏ này nó yêu ổng. Còn trong chuyện á là em giống như là ổng đã bước lên một cái kiểu là đắc đạo rồi á. Vậy là một cái thời trẻ ổng yêu Du Tú Liên, tại vì trong chuyện là Lý Mộ Bạch Du Tú Liên là vợ của sư huynh Lý Mộ Bạch. Nghĩa là ổng thì yêu cái cô đó, nhưng mà cô đó thì hứa hôn với lại sư huynh của ổng. Nên là giữa hai người giống như là một cái tình yêu mà không có đến được với nhau. Sư huynh của ổng thì mất đi và Du Tú Liên là giống như là thờ á, để tan chồng mà không được đến với người mình yêu á, kiểu vậy. Hai người có một cái thời tuổi trẻ nó vật vã, giống như là Ngọc Kiều Long với lại cái bạn người yêu của cổ vậy đó.
chứ giữa Lý Mộ Bạch và Ngọc Thiều Long nó không có vấn đề. Thành ra khi chị đọc cái chuyện thì chị rất là ngạc nhiên á, kiểu kiểu cái kịch bản phim đó đã được viết lại rất là hay á. Em đúng không? Cái phim á, tại thời điểm lúc em coi cấp 3 thì em không có thấy hết vẻ đẹp của nó, nhưng mà sau khi coi lại cái đây khoảng 7-8 năm quá, em thấy wow. Sao mà tại cũng như em đã nói với chị, tại vì cấp 3 thì em bị lầm những cái phim truyền hình. Những phim truyền hình thì nó phát triển rất là rõ ràng, trong khi phim này thì nó có nhiều ẩn ý hơn, đặc biệt là một phim mà đặc trưng Á Đông như vậy, nên là ông Lý An cài cắm rất là nhiều cái nét văn hóa Á Đông ở trong đó, cho nên là cách xây dựng nhân vật nó giữ lại rất là nhiều, nó không có bùm ra, cho nên là nó xuất sắc. Là chị đọc truyện là bởi vì chị thấy trong phim nó có tình ý giữa hai nhân vật đó với nhau, nhưng mà chị Tha không thấy người ta phân tích cái chỗ đó, thành ra chị mới không biết là cái cảm nhận của mình nó đúng hay không. Thấy mà đúng không? Đúng, thấy. Hồi lúc em coi nhỏ xíu xíu là em không thấy, em thấy ủa cái phim gì vậy trời, cái gì mà nó cũng lạc. Trong khi còn lúc mà em coi lại, tình ý rất là rõ ràng, kể những cặp đó, Du Tú Liên, Lý Mộ Bạch, Du Tú Liên, con nhỏ này với cái thằng kia, con nhỏ này với Lý Mộ Bạch. Chị xem phim chị chả thấy Du Tú Liên với Lý Mộ Bạch có cái gì luôn á. Có mà. Có hả? Có, ủa? Chỉ có đoạn cuối thôi à. Rõ không? Rất là rõ mà, chị nói vậy. Nhưng mà tại thời điểm này nhạy cảm khác, tại vì cái cảnh đầu tiên sao chị nói okay. Em nghe nè. Thì tuyết đúng không? Tuyết rồi sao? Thì bữa em kể đó là cái ông đó vô nhà xong rồi em nói là ồ nó hay ở cái chỗ là em sẽ không biết trước được cái gì. Nhưng mà chị không, lúc mà nghe em kể xong rồi lúc cái nhân vật mà lớn lên xong yêu cái bạn 007, chị tưởng là cái ông đó là sát thủ đi vô nhà cái cô đó. Chị bị lừa ở cái đoạn đó. Em có chị khoan từ từ, chị nói ai là ông sát thủ? 007 là ông sát thủ hả? Chị tưởng như vậy, cái lúc em kể chị tưởng như vậy. Nghĩa là tự nhiên là ổng không giết nó, xong lớn lên cắt qua cái cảnh là ổng với nó yêu nhau. Thì chị không biết tại sao ổng gặp cái người đó, thành ra chị nghĩ là cái ông 007 là cái ông sát thủ, em hiểu không? Chứ tại sao mà cái nhân vật đó lại đi đến được cái ông 007 và hai người yêu nhau thì mình không biết cái đó là tại sao? Không, tại cái phần trước nó đã set up cái gì đó rồi chị không? À, vậy hả? Phần số trước là đã có câu chuyện là về 007 yêu cái cô đó rồi. À. Nên là bây giờ cái này cảnh này là mở màn này để kể lại cái câu chuyện của cái cô đó. Vậy là chị sẽ phải xem một cái phim phần 3 đó. Đúng rồi. Không, cái phim phần trước đó, cái phần trước đó thì trong phim phần trước đó là đã set up cái chuyện là hai người này yêu nhau rồi thì qua cái phim này thì nên là vì cho ảnh chết cho nên là phải làm nó ra mà cái đoạn đầu để cuối nên là chị khi mà chị theo dõi chỉ có cái này mà chị không biết khúc trước thì chị tưởng là cái ông mà đeo mặt nạ là cái ông 007, ông bắt nó lên khỏi cái vùng tuyết đó và về ông nuôi nó là nó lớn lên là người yêu nhau chứ ông trời ơi quá vì... giờ là bậy hết nguyên phim rồi, bậy nguyên phim đúng rồi, tại vì chị đâu coi phần đó đâu. Nó không, tại chị không coi phần trước nên chị bị lầm cho nó. Ok, về lại phải xem phần trước nữa. Không, tập trước là tập gì không có hay bằng tập này, tập này rất là hay. Trong mấy cái tập 007 gần đây thì tập này với cái tập Skyfall á, trời sập á. Rất là hay. Tập trước tự dưng chị đang nói em quên luôn á nha. Tập trước là Spectre hết á. Spectre thì không hay lắm, Nhưng mà đó, cái No Time to Die thì hay. Nó kéo cảm xúc rất là dễ sợ trời. Toàn những tên tuổi lừng lẫy không á chị, toàn những tên tuổi lừng lẫy vô cái những cái tên đang nổi là nó kéo vô chị, đó chị mấy cái bạn hài hài đó. Chị nhận ra được cái bạn là đóng chùm của 007 đó là cái nhân vật đóng trong Harry Potter Voldemort. Em có coi Harry Potter không? Ủa chùm 007 hả? Cái ông là Ralph Fiennes. Đúng rồi. Là... em không coi Harry Potter nhưng em biết bán đó nổi. Diễn viên xịn. Không, cái bạn đóng vai ác cũng là xịn mà chị, mới rồi Oscar cái đây mấy năm phim Bohemian Rhapsody mà. Vậy không coi cái phim đó hả? Không, cái bạn đó chị nhìn quen lắm nha, nghĩa là đóng rất là nhiều phim. Bạn có đóng trong không, bạn có đóng trong cái gì ta? Cái gì mà phim về vượt ngục á, phim Prison Break hả? Không. Không phải. Babylon người tù khổ sai. Đâu có. Babylon người tù khổ sai có bạn cái nè, bạn chị diễn viên em đang nói. Đây nè, bạn này nè. Rồi. Bạn này nè, có đóng Babylon người tù khổ sai. Babylon đó là nào? Babylon mà cái bản mới nhất á. À, em không có coi. À vậy hả? Bạn đóng bạn của Babylon người tù khổ sai. Đúng rồi. Chị nhìn ra nè. Em không coi phim này nghe review dở nên em không có coi. Vậy hả? Có 51 à. À vậy hả? chị nhìn vô là chị nhận ra, còn cái phim mà bạn đóng nữa thì chị không nhớ, nhưng cái mà nhìn vô là chị Oscar nhìn ra. Đó, Bohemian Rhapsody.
Chị đừng nói chị yêu phim này lắm nha. 4 sao hả? Không, 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 đó là tại em. Không, không phải, không phải. Bây giờ để em đi lên bồn cái muỗng. Em bồn cái muỗng em mới gỡ được. Chứ cái này em lại phải uống thuốc em mới. À, còn mấy tuần nữa đi? Em đi thứ tư. Thứ tư tuần. Thứ tư này. Tuần này đi rồi hả? Thì thứ tư nè, hôm nay mai chị nay thứ mấy? Thứ sáu. Thứ sáu thì thứ tư đi. À. 5 ngày. Ủa là em về trong vòng mấy tuần nha? 3 tuần hơn. 3 tuần hơn. Là năm sau mới về nữa hay là ha có dự án cần thì em về? Rồi bây giờ em phải coi, em phải về em dựng xong cái đó thì tại bữa giờ Vietjet nó vé nó cũng rẻ nên có thể nó sớm thì em có thể về. Sớm để giải quyết cho con xong cái phim để năm sau có gì gửi đi nơi này nơi kia chị không? Ừ. Phải đầu năm sau là đầu xong rồi cho nên là cũng phải còn mấy tháng. Nhưng mà vợ sợ bây giờ là mùa mưa thì chị không nên mà quay lịch nó hơi bị dễ bẻ. Ừ. Sao?